Và xin chào quý vị các bạn, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục series về sản phẩm đề nổ từ xa Digital Kaki KF. Đó, và như quý vị các bạn đã vừa thấy là khi mà chúng ta để xe ngoài trời nắng nóng mà chúng ta vào xe, lúc này nhiệt độ trong xe rất là ngột ngạt, cũng như là các bề mặt tablo này, vô lăng này, ghế da rất là nóng rát này, và đặc biệt là cái không khí trong xe lúc này là rất có hại cho sức khỏe. Đó, và chúng ta thường vào xe sau khi mà để xe ngoài trời nắng, chúng ta phải hạ kính rồi là bật điều hòa rồi rất nhiều các thao tác để cho không khí trong xe nó dễ chịu hơn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm đề nổ từ xa Digital Kaki KF này, là một tính năng đề nổ từ xa với chiếc chìa khóa Smart Key của xe, bạn có thể đề nổ từ xa. Đó, và sản phẩm này lắp đặt là hoàn toàn cắm jack nhé, cực kỳ đảm bảo về kỹ thuật cho quý vị các bạn. Sau đây tôi sẽ thao tác đề nổ từ xa bằng chính chiếc Smart Key của xe với thao tác 3 lần nút lock. Đó, và sau khoảng 4 đến 5 giây thì động cơ đã được đề nổ này. Và sau đây thì tôi sẽ giả dụ tôi là người có ý định đột nhập vào xe này, khi mà thấy chiếc xe đang được khởi động mà không có người trong xe. Đó, tôi không mang theo Smart Key. Cửa xe đã hoàn toàn được lock, đảm bảo an toàn. Và sau đây tôi sẽ thao tác ngắt đề nổ từ xa cũng bằng chính chiếc Smart Key này, với thao tác cũng là bấm 3 lần nút lock ạ. Đó, động cơ đã được ngắt và lúc này chắc chắn là cửa vẫn đang được khóa. Đó, và nếu mà chúng ta đề nổ từ xa mà chúng ta không sử dụng xe trong khoảng thời gian nó là 15 phút thì tự động động cơ cũng sẽ tự ngắt để đảm bảo an toàn. Tiếp theo đây tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một tính năng rất đặc biệt ở trên bộ đề nổ từ xa Digital Kaki KF này. Đó là chúng ta có thể điều khiển tính năng đề nổ từ xa ngay trên chính chiếc smartphone. Đó, hệ điều hành Android hay iOS đều được. Đó, và để sử dụng tính năng này thì quý vị các bạn sẽ cần tải một cái phần mềm hoàn toàn miễn phí ở trên kho ứng dụng hệ điều hành iOS hay Android có tên là Bluemode ở đây ạ. Và chúng ta sẽ đăng nhập vào. Mỗi một chủ xe sẽ có một mật khẩu riêng và chỉ duy nhất một máy, chứ không thể hai máy đồng thời cùng kết nối ạ, và để đảm bảo an toàn. Và đây là giao diện của phần mềm ứng dụng Bluemode này. Chúng ta có các tính năng ở đây, đó là mở khóa xe này, lock cửa xe này, đề nổ từ xa này, ngắt đề nổ này, và tìm xe. Thì ngay sau đây tôi sẽ thao tác với chiếc xe này đang được lock đúng không ạ? Tôi sẽ mở cửa xe bằng Bluetooth app với một thao tác chạm nữa. Đó, khi mà các bạn đã thấy đó là cửa xe đang mở, và sau đây tôi sẽ test trực tiếp luôn xem là có đúng cửa xe được mở không. Vâng, hoạt động rất là chuẩn ạ. Và sau đây tôi sẽ thao tác lock cửa xe. Đó, cửa xe này đã được lock ạ. Chắc chắn cửa xe đang lock đấy ạ. Và sau đây đặc biệt, với một thao tác chạm thôi, tôi có thể đề nổ từ xa chiếc xe này. Đó,
để nổ từ xa bằng app Bluetooth thì cảm quan của tôi thấy là nhanh hơn so với là chúng ta dùng Smart Key, cũng chỉ khoảng 1 đến 2 giây thôi. Đó. Và tiếp theo tôi sẽ ngắt đề nổ bằng một thao tác chạm. Ngắt đề nổ thì tất nhiên là chiếc xe vẫn đang trong trạng thái lock đấy ạ. Đây tôi sẽ giới thiệu thêm một tính năng của bộ đề nổ từ xa này trên app Bluetooth, đó là tính năng tìm xe. Đó, chúng ta thao tác ở cái icon cuối cùng đấy ạ. Đó, đèn xe sẽ nháy và chúng ta hình dung trong những cái thời điểm mà chúng ta tìm xe khi mà ở dưới hầm hay là bãi đỗ xe, và đặc biệt là trời tối, thì với cái tính năng này chúng ta có thể dễ dàng định vị xem là chiếc xe đang ở vị trí nào. Tôi sẽ thao tác lại này. Đó, đèn xe sẽ nháy đó. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn.